cửa, cổng trường đại học chính trị là một trường đại học nổi tiếng tại Đài Loan và cũng từng là ước mơ của Tường Vi khi thi đại học. Và mục đích của ngày hôm nay là Tường Vi muốn đến đây để tìm một vị khách mời đặc biệt của chương trình và cũng là vị khách mời khai trương cho chương trình Dấu Chân Người Việt. Nào, hãy cùng với Tường Vi đi tìm vị khách mời này nha. Let's go! Hôm nay chúng ta học đến đây, các em về nhà nhớ ôn bài nhé. Xin cảm ơn. Thầy giáo. Thầy giáo. Ê, sát cơ. Ồ, sát cơ. Ồ, sát cơ. Ồ, sát cơ. Bye bye. Lão sư hả? Chào em. Chúng ta đã tan học rồi, em có việc gì không? Dạ, em là hôm nay là muốn đến đây để làm học sinh của cô một ngày. Vậy ạ? Dạ, thật ra thì hôm nay là em thay mặt cho Đài Phát thanh RTI, chương trình Dấu Chân Người Việt, đến gặp chị. Và bởi vì em đã nghe danh tiếng của chị Trần Thị Hoàng Phượng là một cô giáo người Việt Nam dạy tiếng Việt rất là xinh đẹp. Vì thế hôm nay em mạo muội đến đây và mời chị làm khách mời đặc biệt cho chương trình Dấu Chân Người Việt. Ồ vậy ạ. Mình có cái vinh dự được tham dự vào cái chương trình của các bạn ở cái đài phát thanh này là rất là vinh dự cho mình. Mình tên là Trần Thị Hoàng Phượng, hiện nay là đang công tác tại trường Đại học Quốc gia Chính trị thuộc viện ngoại ngữ của trường. Dạ, em rất cảm ơn. Và em có thấy ở trên bàn thì có cuốn sách. Đây là giáo án dạy học của chị ạ? Vâng, đây là một cuốn sách giáo trình tiếng Việt cho mình biên soạn cho nhà trường. Đúng rồi, đây là do chị Trần Thị Hoàng Phượng biên soạn. Phải. Chị quá lợi hại. Chị có thể cho em biết một vài điều về cái cuốn sách này không? Như thế này, tại vì khi mà mình được mời đến đây giảng dạy cái chương trình tiếng Việt cho nhà trường thì lúc đó trường hoàn toàn chưa có một cái khái niệm gì về tiếng Việt hết. Cho nên nhà trường mong muốn là mình sẽ viết một cái giáo án về cái chương trình dạy tiếng Việt này cho nhà trường. Và qua rất nhiều năm công tác tại đây, mình đã viết cho nhà trường rất nhiều cái chương trình dạy, ngay cả những cái chương trình dạy trên mạng hay là trên đài truyền hình. Ví dụ như là hiện nay mình đang dạy cái chương trình của đài truyền hình Trung Hoa. Như vậy thì em cảm thấy cái giáo án này rất là đầy đủ và rất chi tiết. Và cái này chắc em cũng xin chị một cuốn về. Không em luyện lại tiếng Việt của em. Đi biết không, tại vì khi mà mình viết cái chương trình này chủ yếu là mình muốn cho sinh viên của Đài Loan họ biết về cái văn hóa Việt Nam, đồng thời là đi sâu vào những cái vấn đề trong cuộc sống bình thường, có nghĩa là cho các em ấy từ những cái cơ bản đi lên, đi sâu vào cái tiếng Việt đấy. Dạ, em cảm ơn chị. Vậy thì hôm nay có cái cơ hội đến trường chính trị, không biết chị có thể dẫn em đi tham quan khung cảnh của trường được không ạ? Vi ơi, trường của mình là một cái trường có một cái địa hình rất là đẹp, có vùng núi cao và vùng đất thấp, cho nên Vi có thể đi tham quan cái khu vực mà mình mỗi ngày thường đến đây để dạy học đấy mà. Dạ, như vậy thú vị quá. Okay. Thôi thì chúng ta đi nha. Ok. Cảm ơn sâu bác. Chỗ này khung cảnh rất là thơ mộng phải không chị? Và thường thì những cái lúc mà nghỉ ngơi thì chị thường ra quán cà phê này ngồi ạ? Phải, mình rất thích nơi này tại vì cái Vi cũng thấy rồi đó. Dạ. Ngồi ở đây mình có thể nhìn thấy khung cảnh của thành phố Đài Bắc. Nhất là khi thời tiết mà đẹp á, mình có thể nhìn thấy được tòa nhà 101. Tòa nhà 101 là biểu tượng của thành phố Đài Bắc. Phải. Vậy thì chị ơi, em chị có thể cho em biết là khi ở Việt Nam thì quê của chị là ở đâu? Mình sống ở thành phố Hồ Chí Minh tại vì ba mẹ của mình là người Huế, nhưng mà trước khi còn trẻ ba mẹ đã đến thành phố Hồ Chí Minh sinh sống rồi. Chị có thể cho em hỏi là chị đến Đài Loan bao lâu rồi ạ? Mình nếu mà nói chính xác thì mình kết hôn là 17 năm rồi, nhưng mà mình đến thực sự mà đến đây sống á thì là 11 năm. 11 năm thì trong cái khoảng 11 năm này thì cuộc sống của chị đã dùng cách nào để mà có thể thích ứng được cuộc sống tại Đài Loan ạ? Thực ra mình nghĩ văn hóa của Việt Nam và văn hóa của Đài Loan rất là giống nhau. Chỉ cần nếu mà mình có sự cố gắng để mà hòa nhập vào trong cái xã hội này thì mình nghĩ là cũng không có khó khăn lắm. Dạ,
Và ngồi trong cái khuôn viên của trường Đại học Chính trị thì em có thể hỏi đôi chút về cái kinh nghiệm giảng dạy tiếng Việt của chị tại trường và cái nét khác nhau giữa học sinh Đài Loan và học sinh Việt Nam. Chị có thể như thế này, theo như mình nghĩ thì sinh viên Việt Nam mình thì là đối với cái sự lễ phép tôn trọng thầy cô giáo thì vẫn còn rất là truyền thống, cho nên là khi mà đến lớp học thì các em ấy thường là không dám dùng thức ăn ở trong lớp học, nhưng mà sinh viên ở đây thì có lẽ là các em ấy tiếp thu cái văn hóa của phương Tây, với lại các em ấy luôn luôn là rất là bận rộn, cho nên là nhiều khi là ngủ không đủ hay là như thế nào đó, cho nên khi là các em khi lên lớp thì có thể là không có thời gian để ăn cơm như thế này, cho nên các em có thể mang vào lớp học để ăn. Điều này đối với mình là có một cái sự rất là khó mà thích nghi, nhưng mà càng sau khi càng hiểu được các em ấy trong cái vấn đề học tập thì mình đã hiểu ra nhiều hơn. Nhưng mà các sinh viên ở đây về cái giáo dục công dân rất là cao. Và cái tính tự giác cũng rất cao phải không chị? Bởi vì Đài Bắc và Đài Loan thì đây là một cái nơi mà cuộc sống hơi nhanh một tí, thì con người lúc nào cũng phải sống nhanh, thì một lúc có thể làm rất là nhiều việc. Như vậy cũng có một cái hay của nó. Cho nên là mình cũng phải thích nghi với những cái vấn đề này, nhưng mà vẫn phải làm sao đừng ảnh hưởng đến những cái bạn bè khác. Dạ vâng, và em xin cảm ơn chị. Mà thế ở đây thì mỗi ngày nghỉ đó thì chị có thường đi chơi ở đâu hay không? Nếu mà nói về cái khu vực khu tra này, cái khu vực mục sách này thì có rất nhiều nơi có thể đi. Ví dụ như là Sở Thú nè, hay là Mau Không nè, xe cáp Mau Không. Chứ đây là những cái nơi mà là một cái có thể nói là khu danh lam thắng cảnh của Đài Bắc và cái khu vực ở cái khu Văn Sơn này đấy. Dạ, thì không biết là hôm nay chị có đồng ý là dẫn em và dẫn tất cả các khán giả đi đến thăm cáp treo Mau Không được không ạ? Đương nhiên là được rồi. Bây giờ thì mình đi đến cáp treo Mau Không nha. Hiện nay chúng ta đang đứng tại trạm xe điện Vườn Bách Thú Đài Bắc. Và hôm nay chị Trần Thị Hoàng Phượng sẽ dẫn chúng ta đi cáp treo. Chúng ta cùng đi xem. Xe của mình tới rồi. Hiện nay thì Vi và chị Phượng đang ở trên cáp treo cabin thủy tinh. Và cabin thủy tinh thì nó có khác gì so với những cái cabin bình thường hả chị? Vi có cảm thấy là bên phía dưới chân của mình không? Dạ. Một cái phần là làm, có nghĩa là thông suốt và có thể nhìn thấy được cái phong cảnh bên dưới. Rất là đặc biệt. Nhiều người người ta sợ cao, người ta không dám ngồi cái cabin này đâu. Và khi mà mình ngồi ở trên cái cabin thủy tinh này rất là lãng mạn và làm cho em có cảm giác là ấm áp. Và em muốn hỏi đôi chút về cuộc sống gia đình của chị. Thì không biết là chị đã có em bé chưa ạ? Mình có hai cháu rồi. Hai cháu của mình là một cháu năm nay 13 tuổi và một cháu 12 tuổi rồi. Ở trong gia đình thì chị có dùng tiếng Việt để mà dạy cho hai cháu không chị? Cái môi trường sống ở bên đây thì không có được là thuận tiện lắm trong cái vấn đề dùng cái ngôn ngữ tiếng Việt trong gia đình. Nhưng mà mình cố gắng hết sức để nói với cháu về tiếng Việt. Chẳng hạn như khi mình buổi tối khi cho các cháu đi ngủ, mình sẽ nói là con có thương mẹ không? Các cháu luôn luôn trả lời với mình là con thương mẹ. Đó là một cái điều mà mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Có khi thì dùng cơm thì mình nói là các con ăn cơm đi. Thì các cháu biết là nhất định là phải nói là dạ vâng, những cái từ này là mình cảm thấy rất là quan trọng. Mình gọi các cháu thì các cháu phải nói dạ mẹ muốn, chứ mama sáng mama yao tomorrow to the day. Nhưng mà khi mà mình nói chuyện bình thường với các cháu thì luôn luôn là yêu cầu các cháu phải nói là dạ vâng. Đó là cái sự lễ phép và cũng là một cái truyền thống dân tộc Việt Nam của mình phải không chị? Không biết là trong cuộc sống gia đình thì ai là người cho chị động lực lớn nhất? Mình nghĩ nếu mà nói về cái vấn đề mà ai là người cho mình động lực lớn nhất chính là ông xã của mình. Bởi vì anh ấy luôn luôn đứng sau lưng mình, ủng hộ mình tất cả những cái vấn đề mà mình muốn làm tại đây. Và em biết là ông xã của chị cũng là biết nói tiếng Việt. Tuy là anh ấy nói tiếng Việt không giỏi lắm, nhưng mà anh ấy rất cố gắng để học cái tiếng Việt này để làm sao mà biểu tỏ là
cô giáo tiếng Việt thì là người thân trong gia đình cũng biết tiếng Việt. Thưa các bạn, một gia đình mà mẹ là người Việt và bố là người Đài Loan và các con đang sinh sống tại Đài Loan mà trong gia đình thì có thể tiếp xúc với tiếng Việt, kể cả ông xã cô chị Trần Thị Hoàng Phượng cũng biết nói tiếng Việt và chị luôn là muốn dạy cho các con của mình nói tiếng Việt, như thế là một điều rất là quý, bởi vì như thế có thể dạy cho thế hệ thứ hai của người Việt Nam tại Đài Loan có thể tiếp xúc với văn hóa Việt Nam, như thế có thể giao lưu văn hóa Việt Nam và văn hóa Đài Loan. Trong các thế hệ tương lai của chúng mình có cơ hội tiếp xúc với cái cội nguồn của mình là một điều rất quan trọng. Dạ. mà chị thôi, mình ngồi ở đây nè, mình có thể thấy tòa nhà 101 đó chị. Đương nhiên rồi, ở đây là cái Vi có thể nhìn thấy được cái khung cảnh rất là lớn, rất là rộng lớn, rất là bao la và có thể nhìn thấy được tòa nhà 101. Nếu như mà những lúc mà tòa nhà 101 bắn pháo hoa, nếu mà được ngồi ở trên cái cáp treo này thì quá tuyệt vời, đúng không các bạn? Thì được. Và đây cũng là một cái địa điểm du lịch rất là thu hút khách nước ngoài đến Đài Loan. Cũng như lúc nãy mình có nói với Vi là ở đây là cái khu vườn trà, chủ yếu là vườn trà, cho nên ở trên đó có những cái nhà hàng, những cái quán trà rất là đặc biệt, những cái món ăn chủ yếu là về có liên quan đến trà, chúng ta có thể đến đó tham quan xem. Các bạn thân mến, và bây giờ Vi và chị Phượng đang đứng tại cáp treo Mao Kong Tran, là Mao Kong Station. Thì ở đây thì em cảm thấy là hình như là có rất là nhiều những cái quán ăn chị ơi. Như lúc nãy chị nói đó, thì em hỏi là không biết là chị thích món ăn Việt Nam thì tất nhiên là mình đã thích rồi. Còn món ăn Đài Loan thì chị thích món nào nhất? Vi biết không, khi mình đến Đài Loan thì mình thích nhất là món, có thể nói là món gà chiên. Chi phải hoặc là món tàu hủ túi. Tàu hủ hả chị? Đây là những món ăn rất là đặc biệt của Đài Loan. Và đặc biệt nhất là món trà sữa trân châu. Trà sữa trân châu mình tiếng Hoa là trân chu nải trà. Phải. Đây là những cái món mà những người nước ngoài khi đến Đài Bắc hoặc là đến Đài Loan họ đều rất là thích. Dạ, mà chính em cũng rất là thích. Vậy thì bây giờ chị em mình đi đến những cái nhà hàng đó xem có cái gì ăn không nha. Vâng, chúng ta mình đi. Bây giờ mình đang đứng trước một cái nhà hàng, và trước khi vào ăn thì em muốn hỏi một chút, em cảm thấy là nhìn chị rất là hoạt bát và rất là trẻ trung, thế thì em cũng có thể suy nghĩ là gia đình của chị rất là hạnh phúc. Vậy thì chị có cái bí quyết gì cho những người chưa lấy chồng như em chẳng hạn? Bí quyết gì để mà ấy được cái gia đình? Cảm ơn Vi đã nghĩ rằng mình là một người rất hạnh phúc. Thực ra mình cảm thấy mình cũng là người rất hạnh phúc, bởi vì mình nghĩ nếu mà mình có thể giữ gìn được cái hạnh phúc gia đình là chủ yếu là làm sao mình hòa nhập vào được cái văn hóa của Đài Loan, và đồng thời làm sao để giúp cho các con và chồng của mình cũng hòa nhập vào cái văn hóa của Việt Nam. Đó là điều rất quan trọng trong gia đình của mình. Dạ. Vậy thì chị cũng biết là hiện tại tại Đài Loan thì có rất là nhiều những cái bạn Việt Nam của mình đến định cư tại Đài Loan. Thì chị có những cái lời động viên nào cho những bạn mới định cư đến Đài Loan có một cái gọi là một động lực nữa? Theo mình nghĩ thì ai, bất cứ một người nào khi mà di dân đến một cái đất nước khác thì đều gặp những cái khó khăn trong cái giai đoạn đầu tiên. Nhưng mà mình nghĩ nếu mà mình chỉ cần biết kiên trì và cố gắng vượt qua những cái vấn đề khó khăn đó thì tất cả những cái vấn đề phía sau của mình sẽ là tốt đẹp. Chỉ cần là mình biết hòa nhập vào cái cuộc sống ở đây, đó là điều rất là quan trọng. Dạ, vậy thì em rất là cảm ơn chị những lời động viên đối với em và đối với tất cả những bạn di dân mới tại Đài Loan. Và rất cảm ơn vì hôm nay chị đã dành thời gian cho chương trình Dấu Chân Người Việt. Và cảm ơn chị. Và xin cảm ơn Vi. Chúc cho chị lúc nào cũng hạnh phúc. Xin cảm ơn Vi.